Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới đất liền 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Lang Chánh, đại diện lãnh đạo công an các huyện Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Ngọc Lạc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát. Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2023, Công an các huyện miền núi trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều biện pháp, giải pháp công tác nghiệp vụ, đồng thời tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, trên tuyến biên giới đất liền 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ 72 vụ, 41 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1,1 kg heroin, gần 17 kg ma túy tổng hợp, xóa bỏ 455 cây thuốc phiện, thu giữ 3 súng, 25 xe mô tô, 43 điện thoại di động và nhiều tang vật khác. Tại hội nghị, công an các đơn vị địa phương đã đánh giá thực trạng hoạt động và kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy ở khu vực, đồng thời trao đổi một số nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong thời gian tới, đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để tập trung phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy, như tăng cường công tác tuyên truyền tác hại của ma túy để người dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác phòng ngừa. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tập trung quản lý tốt địa bàn, nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm, từ đó chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đạt hiệu quả.